xem nhà của ông Bác Kiến. Nhà Bác Kiến ngày xưa đây, cái cột gỗ vẫn còn. Giờ trong này cũng có người ở, ở chăm sóc, chăm con. Ngôi nhà của cụ Bá Kiến trước đây là gồm có 3 dãy nhà. Đây là dãy nhà chính, còn 2 dãy nhà ngang, hai bên cạnh quay vào nhau. Và trước là lối đi bên tay phải. Nhưng trong quá trình nhiều năm, 2 dãy nhà ngang xuống cấp, các bác gia chủ trước thì bác tháo rất đi rồi, là chỉ còn ngôi nhà chính này thôi. Nhưng ngôi nhà chính này là còn tương đối nguyên vẹn. Chỉ các bác gia chủ trước là bác cắt lại hai cửa sổ cho nó to ra và dát lại lớp áo ngoài thôi. Còn hiện nay ngói chưa thể đảo lại là nào. 120 năm chưa đảo ngói được. Còn các đời gia chủ ở ngôi nhà này thì trước nay là cụ Thủ Thanh, người khởi dựng ngôi nhà đầu tiên. Cụ là một người lái buôn giàu có nhất ở khu vực Lý Nhân. Sau đó đã cùng cho con trai Ứng Duy Sầm, Ứng Duy Cát là con cụ Sầm. Nhưng lên đời Ứng Duy Cát thì chúng là Ứng Duy Bính, cho nên là phải bán nhà đi định Hải Đăng. Và Ứng Duy Bính nhà văn đặt tên cho là Trần Bá Kiến Luật. Cụ là nghị viên Bắc Kỳ, là tương đương với đại biểu quốc hội của mình bây giờ. Sau đó đã cùng cho con trai Ứng Duy Tạo, Ứng Duy Tạo là Ứng Lý Cường. Nhưng ông Lý Cường ở ngôi nhà này không được bao lâu thì ông lại phải bán ngôi nhà này đi. Bởi vì ông đam mê cờ bạc, ông đánh hút canh bạc mất vào ngôi nhà này luôn. Lúc đó ông bán được 450.000 đồng đông dương, tương đương với 2 cây vàng. Sau đó ông Hậu đi Việt Kiều về, ông mua được ngôi nhà này. Nhưng ông Hậu qua đời thì không con gái, không cho ông Hòa là cháu. Đến khi ông Hòa qua đời, vợ con mới tháo dỡ ngôi nhà ngang bên tay phải đi. Nhà nước biết tin được, năm 2007, nhà nước mua với giá là 700 triệu đồng. Và trong câu chuyện này là hoàn toàn các nhân vật thì cũng đều có thật hết. Nhưng không ai biết là anh Chí Phèo sinh ra ở đâu. Bởi vì ở làng chị là có một bà đi chậm và bà nhặt được anh bên dạy trường mang về nuôi. Nuôi khi anh lên 18 tuổi, bà mẹ nuôi đó mất thì anh đi làm thuê thì bà Kiến. Và tên anh là tên là Chí, nhưng mọi người cứ gọi anh là Chí Phèo bởi vì anh thích uống rượu, Chí Phèo lợn thì gọi là Chí Phèo chứ không phải là anh ăn vạ là Chí Phèo. Còn thịt nở thì cũng có thật nhưng không bao giờ có người phụ nữ mà sống mức độ như vậy. Đoạn văn hư cấu 100% là đoạn văn Chí Phèo đâm chết cụ bà Kiến. Thực ra là không phải. Trong một lần cũng đi tặng tư là cụ về cùng người nhà đưa cụ về tặng ngôi nhà này, nhất tặng ngôi nhà này luôn. Là phần mộ của cụ nằm tại cánh đồng chùa làng chị cách đây gần 2 cây số. Năm 2007 thì nhà nước mua ngôi nhà này thì nhờ rất nhiều người trông nom nhưng không ai chịu trông nom, bởi vì trông nom là không có lương nhưng mà. Nhưng lúc đó gia đình chị đã có nghề truyền thống cá kho, nhà nước yêu cầu trông nom và bán cá tại đây cho khách du lịch. Từ cơ sở nhà kho cá giờ tất cả miền đất nước mình có cá kho và xuất khẩu tất cả nước ngoài. Và câu chuyện đến đây là hết em nhé.